Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 7, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có nắng nóng diện rộng, vùng đồng bằng có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua đo được tại thành phố Quảng Ngãi là 38 độ, tại Ba Tơ 35,6 độ, độ ẩm thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo trong 24 giờ tới, do chịu ảnh hưởng của phía Nam rảnh thấp qua Bắc Bộ, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất trong 24 giờ tới cụ thể như sau. Vùng núi phía Bắc tỉnh huyện Trà Bồng, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, độ ẩm thấp nhất 50 đến 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 giờ đến 15 giờ 30. Vùng núi phía Tây tỉnh huyện Sơn Tây Sơn Hà, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, độ ẩm thấp nhất 50 đến 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 giờ đến 15 giờ 30. Vùng núi phía Tây Nam tỉnh huyện Ba Tơ, Minh Long, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, độ ẩm thấp nhất 45 đến 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ 30 đến 16 giờ. Vùng đồng bằng phía Tây Bắc tỉnh huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, nhiệt độ cao nhất 36,5 đến 38,5 độ, độ ẩm thấp nhất 40 đến 50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 16 giờ 30. Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa Nghĩa Hành, nhiệt độ cao nhất 36,5 đến 38,5 độ, độ ẩm thấp nhất 40 đến 50%, thời gian cái nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 16 giờ 30. Vùng đồng bằng phía Nam, huyện Mùa Đức, Đức Phổ, nhiệt độ cao nhất 36,5 đến 38,5 độ, độ ẩm thấp nhất 40 đến 50%, thời gian cái nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ 30 đến 16 giờ 30 trong 48 đến 72 giờ tới, nắng nóng duy trì với nhiệt độ cao nhất 35,5 đến 37,5 độ, độ ẩm thấp nhất 45 đến 55%. Trong 4 đến 5 ngày tới, nắng nóng có khả năng suy giảm về cường độ. Trong những ngày nắng nóng vào buổi chiều, khả năng xuất hiện mưa dông, chủ yếu ở vùng núi, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giặt mạnh, cần chủ động phòng tránh cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.